mứt gừng để mua về ăn Tết được à. Mùa lễ này mình đãi tiệc bạn bè này để bò kho ở trên đây cho ấm ha. Hoặc là cái gì mà cần ấm á, ăn trời lạnh là đúng ý luôn. Còn có 99 đồng 99 à. Hello, chào các bạn. Mình là My, chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, My đang ở Costco Business ở trên đường Trust nè các bạn. Hôm nay là chỗ này đang có giảm giá nhiều lắm các bạn. Bây giờ mình vô trong. Ở chỗ này thì mở cửa sớm lắm cho nên bây giờ là đã mở cửa rồi đó. Các bạn, cái máy hiếp này nè, cái máy sưởi á, mình thấy nó im lắm, nó không có ồn, 62 đồng 99. Hôm nay không có giảm giá, cái hiệu là Green Meat. Các bạn nào cần máy sưởi thì mình thử coi nha, coi hiệu này có tốt không. Các bạn, loại này đang giảm giá ở Costco này nè. Oven, loại French Door nè, nhưng mà cái hãng này là hãng Oyster. Cái hãng ở Costco Wholesale vừa rồi mình quay cho các bạn xem á, là của hãng Gourmet. Còn cái này là hãng Oyster, hãng này cũng rất là tốt nha. Thì cái giá nó đang giảm là 40 đồng, còn 149 đồng 99. Tới ngày 1 tháng 1 2023 mới hết hạn. Mình thích cái cửa double door này lắm luôn á. Hôm nay cái ghế bên này cũng đang giảm giá nè. Cái liều thì không có giảm giá, 10 feet nhân 10 feet 219 đồng 99. Sample đang để cao lên, các bạn thấy không, màu trắng á. Nguyên cái liều cao. Bên đây là cái ghế, ở ghế nhựa nè các bạn, đang giảm 5 đồng còn 19 đồng 99. Tới ngày 1 tháng 1 2023 mới hết hạn. Ghế này ghế xếp nè. Vừa rồi ở Costco kia thì mình thấy ghế có cái niệm, còn ở đây thì ghế mũ. Mỗi chỗ giảm giá khác nhau các bạn. Tủ lạnh này đang giảm giá nè các bạn ơi, 50 đồng giảm luôn, còn 99 đồng 99. Tới ngày 1 tháng 1 2023 mới hết hạn. Gọn, 3.3 cubic feet. Cái này để trong phòng được, cái này tiết kiệm điện luôn nha. Một năm á các bạn, mà cái tủ này để coi ghi là bao nhiêu điện mình tốn, chứ thường một năm mình nghĩ tốn chừng 20-30 đồng à. Tại vì cái tủ lớn của My mà còn có 4 mấy đồng à, thì cái này tiết kiệm chừng 20-30 đồng à. Một năm tiền điện á, đúng rồi nè, 26 đồng tiền điện cho một năm. Người ta ước tính vậy đó các bạn, cho nên nó rất là thấp, rất là ít tốn điện. Mình không có sợ là hao điện khi xài tủ lạnh. Loại bây giờ nó tiết kiệm điện á, mình thích thì mình xài. Đây cũng được ngăn đá trên đây nè, ở dưới đây thì ngăn mát bên này luôn ha, cũng xài trong phòng được lắm đó các bạn. 3.5 cubic feet thì cũng được, đủ để snack, nước uống đồ lặt vặt ở trong phòng ha. Nè như vậy nè, đựng cũng quá chừng nhiều đồ chứ. Rồi, phòng nào của các bạn chưa có mà đang cần tủ lạnh thì rinh em về. Đang giảm 50 đồng luôn, còn có 99 đồng 99, mà mình thấy rẻ các bạn. 70 đồng giảm luôn các bạn cho một cái tủ lạnh này, còn 179 đồng 99. Cái loại này là cái cỡ là 4.5 cubic feet. Ở trên là ngăn đá, ở dưới là ngăn mát. 1.4 cubic feet là ngăn đá, còn ngăn mát là 3.1 cubic feet. Cái này gọn các bạn, đang giảm 70 đồng nha. Các bạn có cần thì mình chạy đến mình coi. Bên đây là cái freezer 7 cubic feet, mà cái hôm nay thì không có giảm giá, 269 đồng 99. Chảo không dính, 26 đồng 99. 12 inch. Ở ngoài sáng đẹp quá ha. Ở bên đây cũng chảo không dính luôn mà 10 inch mà cho 2 cái, 34 đồng 99 một bộ, 2 cái luôn.
Ở trên đây nè các bạn, cá thao á, một đồng 59, một cá thao bằng inox 3 khoát. Thao inox gọn nhỏ, bên này một đồng 99 cho 5 khoát. Thao bằng inox. Ở trên đây sữa các bạn giảm 3 đồng 60 sen còn 14 đồng 39. Tới ngày 1 tháng 1 2023 mới hết hạn luôn. Một lốc sữa European cookie chocolate My chưa có thử nhưng mà có bạn nói là ăn ngon lắm nhưng mà để nó hơi ngọt. 14 đồng 99. Bạn nói ăn cũng ngon thơm mà nó ngọt lắm. Các bạn nào muốn thử thì thử ha. Mì gói ở đây đang giảm giá 2 đồng 75 sen còn 8 đồng 74. Cup noodle loại này nè các bạn. Này là loại có tôm nha. Ở bên đây cũng đang giảm giá luôn. Loại này thì loại chicken cũng bằng giá luôn. Giảm được 2 đồng 75 sen còn 8 đồng 74. Cái nước này để cho lau chùi nè các bạn, nó khiêu được chôm tới 99.9% luôn á. Để lau trên bề mặt của những cái đồ nhà mình rồi vậy đó. Đang giảm 3 đồng 70 sen còn 9 đồng 79. Tới ngày 1 tháng 1 2023 mới hết hạn. Tới năm sau luôn á. Năm sau mới hết hạn cái này. Một phát là được hai cái nha các bạn. Hai cái chai bự ghê nè. Rất là bự luôn á. Cái loại này kêu là Thai Soul. Nước lau chùi Paiso. Còn cái này là tấm lau chùi của Clorox. Cũng lau cái bề mặt của cái bàn ghế đồ luôn á. Cũng khiêu chôm được luôn mà nó bằng tờ giấy. Ở trong đây được 425 miếng 3 đồng 80 sen giảm còn 15 đồng 09 sen. Đây là Clorox. Loại giấy wipe để chùi á. Wow, hôm nay ở đây có bông luôn các bạn. Thường thường Costco Business là không có bông hoa. Mà ở đây hôm nay có bông luôn nha. Mùa lễ đặc biệt. Cây này là mình kêu cây Christmas. Mà người Việt mình kêu là cây gì tự nhiên quên rồi các bạn. Để về mới nhớ cái chữ mình để lên trên. Cái chậu cũng bự lắm. 18 đồng 99 cho một chậu, chậu 10 inch. Ánh điện này hôm nay cũng đang giảm giá luôn nè. 4 đồng giảm còn 13 đồng 99 thôi à. Ấm nước điện các bạn. Các bạn này cần thay ấm điện mới thì mình mua một cái nha. Cái size của nó là 57 ounce. Máy pha cà phê này cũng đang giảm giá nè các bạn. 40 đồng giảm luôn còn 99 đồng 99. Đến ngày 1 tháng 1 2023 là hết hạn nha. Là máy này nè. Máy pha cà phê kiểu này nhìn thấy sang quá ha. Bằng inox vòng vòng nhìn đẹp. Wow, cái này cho những cái chỗ mà kinh doanh á các bạn, mấy cái chỗ business á người ta xài á. Loại mà sandwich nè, đè xuống mình nướng. Nướng cho nó mạnh nhanh á. Đây nè. Mình để sandwich cho mình đè nướng hai bên á. Mình nhìn rất là đẹp mà chắc chắn lắm luôn. Cái này để mà có tiệc ha, gia đình có tiệc đông người làm cho mọi người ăn. 599 đồng 99. Cho các bạn xem luôn tủ lạnh bên đây. 7.5 cubic feet. 299 đồng 99. Cái này người ta ước tính là một năm mình tốn điện là chỉ có 45 đồng thôi cho một năm á các bạn. 7.5 cubic feet. Cái này là size cũng size vừa. Nè, size lớn 669 đồng 99. 15.3 cubic feet. Bự luôn. Một năm tốn điện là chỉ có 55 đồng thôi.
Loại này là freezer đó các bạn, nguyên cái này là freezer hết luôn. Mình thích cái loại này nè. Các bạn đựng freezer, loại này dễ lấy đồ, tại nó cao á. Nguyên đây là freezer hết luôn nha, ngăn đá hết luôn. Đó, lấy đồ sướng lắm. Để đồ vô cũng thoải mái nữa. Nhà My lúc trước mùa dịch cũng mua một cái, xài thích lắm các bạn, của My cái cao hơn cái này luôn. Để đồ đã đời luôn. Các bạn ở đây người ta bán cái hộp. Cái hộp này nó là bằng giống như là nhẹ đó các bạn, để cho mình để đồ vô mình di chuyển á. Thì cái loại này nó nhẹ mà loại mới, nó kêu bằng Campro 49 99. Những cái bàn này đang giảm giá nè các bạn. Cái cỡ của nó là 6 feet. Dài, bàn dài 10 đồng giảm luôn, còn 52 đồng 99. Mình thấy màu đen này đang giảm nè. Còn màu trắng bên này là không có giảm. Màu trắng bên này thì xếp lại được, nó gọn, cũng 6 feet luôn mà mình xếp lại gấp đôi được luôn, thì không có giảm, đang là 69 đồng 99. Loại này cũng giống loại này, nhưng mà loại này nó dài ra, nó không có xếp được, cho nên nó có 52 đồng 99 thôi. Loại này 69 đồng 99, xếp lại được, gọn. Còn loại bên đây là cái bàn nhỏ cho các em được ngồi. Cái cỡ của nó là 24 inch, 26 đồng 99. Chocolate này vừa rồi mình có review với các bạn rồi đó, mình ăn thấy cũng được lắm các bạn, 15 đồng 99. Cái này là 20.1 ounce. Còn chocolate bên kia là 18 đồng 99. Cái này cái mùi nó có rượu ở trong đây nè các bạn, cũng đủ mùi vị hết trơn á. Người ta có để rượu vô đây nè. Cái này cho các anh ha, các anh thích ăn có mùi rượu. Cái nồi này là bằng nhôm chứ không phải bằng inox nha, 26 đồng. Còn 24 đồng 99. Cái đồ để cho giữ nóng bằng ga ở dưới nè, ở trên mình serve food để đồ ăn cho nóng. Mùa lễ này mình đãi tiệc bạn bè, các bạn các cô chú nào chưa có thì mình thử coi mình có cần cái này không. Cái này để bò kho ở trên đây cho ấm ha, hoặc là cái gì mà cần ấm á, ăn trời lạnh là đúng ý luôn. 24 đồng 99. 159 đồng 99 là cho cái bảng mà chữ open á, dưới đây là 299 đồng, là đã giảm giá 100 đồng rồi đó. Còn 299 đồng là cho cái máy in. Máy in này nè. Các bạn các cô chú có cần cái ổ điện này không? 7 đồng giảm còn có 32 đồng 99 nè. Cho 3 cái ổ điện luôn nè. Mười đồng giảm luôn các bạn ơi, còn 29 đồng 99. Cho cái bình chữa cháy nè các bạn, chữa lửa ha, mình để trong nhà cho an toàn. Thường mình để gara nữa các bạn, lỡ có chuyện gì là mình có lấy ra mình xịt liền. Các bạn thấy cái này có tiện không? Mình xếp gọn lại để trong xe được nè ha. Khi cần thì mình lấy ra, mình để đồ lên, mình kéo. Đây, để đồ lên để mình kéo nè. Bưng đi, nhiều khi đi xa, đi park đồ chơi hay là đi đâu các bạn ha. Ở trong nhà mình thấy nên cần. Nhà My thì để mình mua đất về đó các bạn, mình kéo ra sao bắt da rồi đó. Nó gọn, nó xếp lại cũng được luôn. Đầu kéo này chịu đựng được 300 pound các bạn, 69 đồng 99. Hôm nay thì không có giảm giá, nhưng mà mình thấy cái này nếu mình cần thì để ý. Không biết khi nào giảm giá, nhưng mà My thấy rất là cần. Để nếu mà ai ở nhà chưa có thì nên có một cái đầu kéo này. Để cái gì nặng ở trong nhà ha, là mình kéo nó. Còn ở bên đây thì này mắc hơn các bạn, 119 đồng 99, 3 trong 1. Nè, khi mình để mình kéo đứng cũng được, hoặc là kéo nằm bự cũng được luôn.
Nếu mình kéo nằm vậy nè là chịu đựng được 1.000 pound á, còn kéo đứng vậy là chịu đựng được 800 pound. Cái loại này chắc chắn hơn ha. Loại này là work light tripod, giống như là mình gắn vô cái chỗ nào đó mình cần á các bạn, thì nó có ánh sáng. Mình gắn lên cái xe rồi cũng được nữa nè. Còn bên đây là đèn pin. Ba cái này đang giảm giá nè các bạn, 5 đồng giảm, còn 14.99 đến ngày 1 tháng 1 mới hết hạn. Được 3 cái luôn. Cái kệ này mình thấy có nhiều người mua lắm á các bạn. 94.99 mua một cái kệ sắt rất là cao luôn. Cao quá chừng cao luôn. 72 x 24 x 48. Ở bên đây nè, 119.99. Cũng cao lắm luôn. Có bánh xe rồi luôn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng. Chịu nặng được 1.000 pound luôn á các bạn. Rất là vững luôn. Bên này cũng một cái máy hiếp 22 inch, 44.99 các bạn. Máy sưởi. Cái này người ta bán nguyên một cái case đó các bạn. Cái đồ đựng á, mà để cho mình để cái gì vô. Cái này là giống như là nệm mút rồi vậy thôi à. Rất là chắc chắn, cứng. 97 đồng, 99. Còn cái kế bên là 8 đồng giảm. Còn 31 đồng 99 tới ngày 11 tháng 12 là hết hạn các bạn. Tấm thảm này nè, này là loại giống như trong các tiệm tóc rồi hay có, mà để cho mềm mềm mà đứng lên đó các bạn, cho nó đỡ đau chân, đau lưng á. Nguyên cái tấm thảm bự. Cái size nó là 2 feet, 3 feet nhân cho 3/4. Scott soft towel. Các anh, các chú thường hay xài cái này không? Cái này là cái giấy thường để lau. Ông xã mới cũng có để trong gara. Lau lặt vặt đủ thứ nè. Đang giảm 4 đồng, còn 13.79 đồng. Tới ngày 1 tháng 1 mới hết hạn nha. Cho 10 cuộn. Palmolive đang giảm giá nè các bạn. Xà bông rửa chén 2 đồng 70 sen, giảm còn 6 đồng 29 sen. Còn bên đây là cái đồ mà để lau nhà 52 đồng 99. Đồ lau nhà loại này nè các bạn. Cái aluminum foil này đang giảm giá nè, 5 đồng giảm luôn, còn 11 đồng 99 nha. Cái giấy này người ta ghi là heavy duty foil. Cái size nó là 18 inch nhân cho 150 feet. Ở trong cái cuộn này. Còn bên đây á, là giấy nhôm aluminum foil 19 đồng 69. Cho 2 cái. Cái size là 12 inch nhân cho 250 feet. 250 feet, nhiều ha. Các bạn easy off là để chùi bếp á, các bạn có cần thì mua nha. Bếp, lò nướng, oven rồi luôn, 2 đồng giảm còn 5 đồng 99. Easy off này xài nhanh các bạn, chùi bếp á, mình chạy nó nhanh, 3 phút là deep clean luôn á. Loại này là của commercial use nè. Nước rửa chén Dow này đang giảm 3 đồng còn 12 đồng 49 nha. Cái này là 1 gallon luôn á. Cái loại này mình mua loại bự nè các bạn, về mình bỏ vô cái nhỏ nhỏ thì nó rẻ. Bột giặt thay hôm nay cũng đang giảm giá nha các bạn, 5 đồng 30 sen, giảm còn 20 đồng 79. Đến ngày 1 tháng 1 mới hết hạn. Cái này là loại giặt này được 158 lố, 58 lần á các bạn, 158 lần. Bên này Downy cũng đang giảm giá nè các bạn, 2 đồng 80 sen giảm còn 11 đồng 09. Đang có lựu nè các bạn, 8 pound 17 đồng 69. Có loại 6 trái á là 19 đồng 99, là 6 trái loại này nè các bạn,
là 19 đồng 99, còn bên này nè 8 pound thì 17 đồng 69. Hồng giòn nè các bạn, hồng giòn người ta vô cái phát này nhìn đẹp ha, nó không có bị dập, cái này gần chín hết trơn luôn nè, 3 pound 8 đồng 49. Các bạn hôm nay là chủ yếu mình vô đây để mua hôm mai nè, hôm nay tăng giá rồi các bạn ơi, 41 đồng 99, vừa rồi là như 30 mấy nha, cho 50 pound nè, gạo hôm mai 41 đồng. Gạo này nhà mình thích, này không phải gạo lứt nha các bạn, gạo trắng mà để ăn sushi đều được á, nên nó dẻo theo kiểu của Nhật á. Gạo bên đây thì 23 đồng 99 cho 50 hào, vừa rồi thì My có review cho các bạn rồi đó, thì cái này ăn được chứ nói ngon thì nó không có ngon lắm, nó kêu là White Emerald. Bên đây thì nhà mình thích hơn, mà này thì rẻ ha, này ăn được chứ cũng không có ngon, còn cái này thì mình thấy ngon nè. 50 đồng 99 cho 40 pound các bạn. Cái loại này là Royal, gạo Ấn Độ mà loại dài, thật dài luôn nè. Cái loại này thì mình chưa có thử. Loại mì non xin này hôm nay đang giảm giá nè các bạn, 2 đồng 40 cent giảm còn 8 đồng 89. Loại này mình thấy có thịt á, chắc ăn chay không được á, để mình vô trong mình kiếm mì chay. Hôm nay phở ở đây cũng còn đang giảm giá các bạn, 3 đồng 50 cent giảm còn 9 đồng 99. Rồi mình đi đến đây luôn rồi cũng không thấy mì chay luôn các bạn ơi. Đây có bán yến 43 đồng 99 cho 8 hũ, 8 hũ yến. Loại trà này đang giảm giá nè các bạn, 12 chai 4 đồng giảm còn 11 đồng 99. Choy bà Bubble Tea, các bạn có thử cái bô bà này coi ngon không, nhìn thấy hấp dẫn quá hả. 8 khắp nè, bốn cái là dâu chanh trà xanh, phần này là xoài chanh dây trà xanh, có ống hút ở trong đây luôn, 14 đồng 89. Các bạn có thử cái này chưa? Nhớ các bạn thử mà có ngon cho mình biết đi nha. Nhìn thấy thì hấp dẫn lắm. Được phân phối là đến Cali nhưng mà sản phẩm thì không biết của nước nào các bạn. 10 đồng 99. Oat meal các bạn, mà loại này là người ta để vô cái khắp sẵn luôn. 3 loại mật ong với hạnh nhân, 4 loại quế, 5 loại đường nâu, mà vô cái khắp về tiện quá ha. Cho 12 khắp, cái này để đi đâu mình đem theo được nè các bạn. Đi camp hay là đi travel gì ở đâu ha, mà mình sợ đói á, mà không có gì ăn á, đem này theo. 10 đồng 99. Các bạn có thích cái bánh này không? Hôm nay đang giảm giá nè, 64 cái 3 đồng 70 cent giảm còn 13 đồng 29. Ở trong đây có 32 cái dâu, 16 cái blueberry với 16 cái là táo với quế. Cái ốt này vừa rồi mình thử thấy cũng ngon các bạn, 5 phút là nấu, 9 đồng 69. Giờ rồi mình thử thấy cũng ngon lắm. Này mình nấu người ta kêu 5 phút mà mì để khoảng 8 phút á, là ra thấy vừa ăn thấy cũng ngon. Cereal ở đây loại nhỏ nhỏ nè các bạn, 30 hộp luôn, 10 đồng 99. Mấy cái này mình thấy tiện nè, vô gọn gọn nhỏ nhỏ, từng hộp nhỏ 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 cho một lần ăn vậy luôn á. Đủ thứ mùi vị hết trơn cho các em lựa chọn. Mà mấy cái này thì nhiều cái có đường cũng nhiều lắm nha. Cái loại chip này là oven bake, loại này là nướng, 18 đồng 99 mà cho 30 bịch. Mỗi cái 7 loại, cái này 5 loại nè, rồi 4 loại. Nếu mà mình mua chip mình thích ăn mà ghiền quá thì mình nên mua cái loại nướng này nó đỡ dầu á. Bên đây thì ngon nè, nhưng mà bên này là loại bình thường, không có phải nướng. 54 bịch, 19 đồng 99. Carolos này cracker đang giảm các bạn, 2 đồng 25 cent giảm còn 7 đồng 44. Đây là loại original, nó có loại là butter nữa các bạn, ăn cái loại mà butter cũng ngon lắm, mà ở đây cũng thấy bán. 24 bịch này các bạn, này giống như kẹo đậu phộng với hạt điều á, chung ở trong đây nè, người ta làm ra bịch rời rời rời.
mà đang giảm giá 2 đồng 30 sen còn 7 đồng 99. 6 cái hạt điều, 12 cái đậu phộng. Cái này 6 cái đậu phộng. 3 cái mùi vị. Hai loại này có muối, một cái này là mật ong nướng. Cái này thì tiện lợi cho mình đi ra đường ha. Bên đây là cái loại mà đang giảm giá ăn theo khí đồ các bạn. Cho cao chú nào diet thì mới ăn cái này ha. 4 đồng giảm còn 10 đồng 49. Cái này có lần nó giảm luôn nhiều còn có 5 đồng hộp. Chữ khí đồ á, mình ăn theo diet á, có nhiều đạm mà ít đường, no sugar luôn. Ở trong đây là có đậu phộng với sô-cô-la, còn bên này á là sô-cô-la không. M&M này đang giảm 3 đồng nè các bạn, còn 16 đồng 99 cho 24 cái thuốc ở trong đây nè, 24 hũ, nhiều em nhỏ thích lắm luôn á. Lindor chocolate này đang giảm giá nè các bạn, cái loại này là nhiều mùi vị ở trong đây nè, đang giảm 3 đồng 20 sen còn 8 đồng 69, còn bên đây 13 đồng 99 không có giảm giá là gum mì, kẹo gum mì. Xoài sấy khô nè các bạn, sản phẩm của Thái Lan nha, mà 2 đồng giảm còn 9 đồng 99. Kẹo hai chu nè các bạn, cái này đủ thứ loại trái cây hết luôn nè. Xoài, nho, táo xanh với dâu, 9 đồng 99 đó cô. Dạ không có giảm giá mà bịch này rất là lớn. Đúng rồi. Dạ hai chua này ngon cô. Mình mua đứa con nít nào cũng thích cái này hết trơn. Mình mua có một chút xíu. Gừng đang giảm giá nè các bạn. Kẹo gừng, cái này gừng ngào đường, 2 đồng giảm còn 6 đồng 99. Các bạn có thích gừng ngào đường, này làm mứt gừng để mua về ăn Tết được à. Nguyên một bịch quá trời luôn. Sản phẩm của Thái Lan nha các bạn. Cái này mình nói với cô kia nãy mua mà ăn không hết thì lấy làm để dành nấu ăn luôn. Vậy người ta có tẩm đường chút chút để dành kho cũng được. Aloha Charm Milk Chocolate Hawaiian Hot. Các bạn có thử cái này chưa? Có hộp macadamia trong đây luôn nữa. Sô-cô-la 15 đồng 79 cho 24 ounce. Các bạn có thích cái loại pizza mà của California Pizza Kitchen không? Cái giá là 79 đồng 99 cho 2 cái 50 đồng. Giảm thêm nữa còn có 69 đồng 99 à, giảm được 10 đồng luôn. Là 2 cái 50 đồng, trị giá cái này là 100 đồng đó các bạn. Mình mua 2 cái gift card này tặng cho bạn bè đi đến tiệm California Pizza Kitchen để mình ăn bia gừng nha các bạn. Một thùng bia gừng 12 phát, 5 đồng giảm còn 11 đồng 69. Ở đây có bán Canada Dry Ginger Ale nè các bạn. Loại này mình nước uống có ga mà loại có mùi gừng á. Gia đình mình thích cái loại này. Có loại màu vàng nữa thì nó nhiều gừng hơn, cái này nó ít gừng. 14 đồng 49. Cái này mà để mình ăn cái gì mà khó tiêu á các bạn, cần gừng á thì mình uống cái này, mà cái này nó có ga luôn nữa. Nó uống nhiều thì không tốt nha. Vô trong đây mua đậu hũ lạnh các bạn ơi. 6 đồng 99. Cereal các bạn ơi, 2 hộp bự luôn. Loại này dễ ăn nè, 2 đồng 20 sen giảm còn 4 đồng 49. Thôi mình xin dừng ở đây. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My rồi mình đi shopping tiếp nha. Chúc các bạn luôn vui khỏe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.